Em xin được gửi lời chào tới tất cả các bác yêu mến đồng hồ cổ. Hẳn là các bác đang muốn sở hữu và sưu tầm hay làm quà biếu những chiếc Odo 3610 với một dáng thùng zin tên. Thì hôm nay đồng hồ cổ Giang Hằng bên em xin giới thiệu tới các bác hai chiếc Odo 3610 với hai cái dáng thùng zin tây zin nguyên bản các bác nhé. Và chiếc bên tay trái màn hình của các bác em đề với mã số là D77 và kích thước chiều dài của nó là 72 và rộng 35. Vâng, chiếc Odo 3610 với một dáng thùng zin tây và một bộ mặt số nổi chân cải mạ chrome các bác nhé. Và chiếc bên tay trái màn hình của các bác cũng là chiếc Odo 3610 với một dáng thùng zin tay và em đề với mã số là D78 và kích thước chiều dài của nó là 67 và rộng 34. Vâng, hai chiếc Odo 3610 này và với cái kỹ thuật thì trực tiếp bên em làm và em luôn cam kết đảm bảo tới các bác là máy hoạt động chạy rất là ổn định và ba ổ cót nó phải zin nguyên bản và chạy đủ tuần các bác nhé. Và hai chiếc Odo 36 hôm nay em giao lưu tới các bác với giá là 27 triệu các bác nhé. Và bác nào quan tâm đến chiếc Odo 36 với dáng thùng nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và tiếp theo em sẽ tiến hành đi chi tiết vào hai chiếc Odo 3610 này cho các bác cùng cảm nhận và ngắm nhìn và lắng nghe những chất liệu, giai điệu, âm thanh của bộ gông phủ mờ đỉnh cao của dòng Odo các bác nhé. Và giá cả bên em đưa lên tới các bác cực kỳ là hợp lý và bình dân các bác ạ. Vâng, một chiếc thùng zin tây, zin nguyên bản và những cái đường nét chạm đục hoa văn. Bên dưới là kính rào zin nguyên bản của nó các bác nhé. Và bên em về đã spa lại rồi. Vâng, và những cái họa tiết hai bông chùm nho đây. Và em sẽ tiến hành đi vào bên trong cho các bác một chiếc thùng còn rất là chắc chắn và nịch nạc các bác nhé. Không có chút gì là mọt mối hay là cong vênh gì. Và tất cả phụ kiện của nó dắt chìa khóa này. Còn đầy đủ nguyên và dắt quả lắc và những cái hai bên chống hai cái bên móc ngắt trung đêm đây các bác nhá, còn đầy đủ luôn. Và em sẽ tiến hành đi vào test luôn hai cái bản nhạc này, em mời các bác cùng thính âm. Thank you.
bên tay trái màn hình của bác các bác nhé, và mã số của nó là D77 các bác ạ. Và những bộ máy bên em tuyển chọn rất là kỹ các bác nhé, chuẩn máy Odo 368. Vâng, chuẩn máy Odo 36, và các bác cùng ngắm nhìn cho em những cái bộ máy chất đồng rất là đanh. Vâng, rất là già đồng. Vâng, và những bộ máy này còn rất là chắc máy, không có tu dồn lết ổ gì các bác nhé. Bộ máy quá là đẹp, từ bánh răng, ổ gót và quả loga của nó đều mỏng nhau đây các bác nhé. Vâng, và bên em đã tuyển chọn rất là kỹ rồi và đã theo dõi chạy rất là ổn định. Các bác chơi, sưu tầm hoặc là làm quà biếu thì cực kỳ là hợp lý luôn các bác ạ. Vâng, và chiếc Odo 36 với em đề với mã số là D77 em giao lưu tới các bác với giá là 27 triệu các bác nhé. Và tiếp theo em sẽ sang chiếc Odo 36-10 với một dáng thùng zin tay, chất liệu gỗ thịt luôn các bác nhé. Chất liệu gỗ thịt, gỗ sồi, zin nguyên bản của một chiếc thùng. Và chiếc thùng không có chút gì cong mây hay là mọt mối gì, còn nguyên bản nguyên vẹn các bác nhé. Kể cả từ những hai bên hông thùng còn rất là chắc chắn các bác ạ. Quá là đẹp, là lặn luôn. Vâng, em sẽ soi vào bên trong cho các bác. Và em sẽ không để các bác chờ lâu, em sẽ tiến hành luôn đi test luôn hai cái bản nhạc của chiếc Odo 36 này. Em chưa gạt hết bài, hết tầm. Mã số em đề là D78. Và hôm qua thì em cũng có đã lên video với các bác chiếc Odo 36 này rồi, và em chưa rút máy ra, và hôm nay em sẽ rút máy ra cho các bác cùng ngắm nhìn cho em. Những bộ máy bên em tuyển chọn vàng, ba vách đều màu nhau và rất là chắc máy, không có chút gì là tu dồn hay là loét ổ gì các bác nhé. Và những cái gạt bài từ những cái hệ thống gạt bài nó rất là ngọt ngào luôn các bác ạ. Và bên em đã theo dõi máy chạy hoạt động rất là ổn định rồi. Vâng, và hai chiếc Odo 36 hôm nay em giới thiệu tới các bác. Bác nào quan tâm đến chiếc nào và em đã đề mã số rồi thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em có thể gửi chi tiết đầy đủ cho các bác. Và bên em bảo hành tới các bác là 3 năm lỗi kỹ thuật các bác nhé. Và giá cả bên em đưa lên giao lưu với các bác cực kỳ là hợp lý và bình dân. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.